Bông đu đủ. Bông đu đủ hả? Dạ. Ăn cơm với bông đu đủ. Dạ, 6 tháng. 6 tháng rồi. Dạ. Mình đã chuẩn bị gì cho việc sanh nở của mình chưa? Dạ, chưa. Chưa hả? Có tiền không? Đâu có tiền đâu. Không có tiền hả? Rồi các bé ở đây là sanh ở bệnh viện hay là sanh ở nhà? Sanh ở nhà. Sanh ở nhà hết dạ. Luôn hả? Dạ, sanh ở nhà ba đứa này. Trời. Xin chào cô bác quý anh chị. Thời điểm bây giờ cũng gần 6 giờ tối rồi. Và Bùi Hồ vẫn đang có mặt tại huyện Bác Ái của tỉnh Ninh Thuận. Ở đây rất là nhiều cô chú đồng bào dân tộc Rắc Lây. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn chia sẻ với cô bác quý anh chị một hoàn cảnh khá là đặc biệt. Một người mẹ trẻ cùng với 4 người con, với một người chồng sống trong một cái căn nhà mục nát, tạm bợ. Cũng giống như những cái trường hợp khác. Đây là một trong những cái ngôi nhà không điện, không nước, không nhà vệ sinh. Tắm thì tắm ở dưới suối á. Rồi điện thì phải sử dụng điện năng lượng mặt trời. Tại vì nếu như sử dụng điện thì không có tiền đóng tiền điện luôn. Cuộc sống vốn đắp đổi bấp bênh thì gia đình của chị này có một người chồng nghiện rượu. Và thật hư câu chuyện như thế nào mời cô bác của chị vô đây hả? Đây. Đây là dạ. Đại gia đình, em chào chị ha. Dạ. Chị năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, chị không biết. Không biết nhiều tuổi luôn? Dạ, không biết tuổi. À, chị tên gì? Điếm. Điếm? Dạ. À, chị Điếm. Chồng của mình bao nhiêu tuổi biết không? Chồng... không biết. Không biết tuổi chồng đâu, luôn. Đâu có biết chờ đâu mà không biết. Rồi con của mình chị biết bao nhiêu tuổi hết không? Chị không biết luôn. Bạn này là bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Bạn này 10 tuổi, tên gì? Là con, là con lớn nhất đây đúng không? Dạ, con đầu đó. Con đầu, này. Mấy tuổi? Con mấy tuổi? 6-7 tuổi á. 6-7 tuổi. Tên gì? Tâm. Con bạn này? Tâm. Không biết luôn. Chung quy là tất cả các bạn ở đây đều không biết. Một người mẹ trẻ có 3 đứa con và thậm chí sắp sửa sanh thêm một bé nhỏ nữa. Em... con mang bầu mấy tháng rồi? Dạ, 6 tháng. 6 tháng rồi. Dạ. Mình đã chuẩn bị gì cho việc sanh nở của mình chưa? Dạ, chưa. Chưa hả? Có tiền không? Đâu có tiền đâu. Không có tiền hả? Rồi các bé ở đây là sanh ở bệnh viện hay là sanh ở nhà? Sanh ở nhà. Sanh ở nhà hết dạ. Luôn hả? Dạ, sanh ở nhà ba đứa này. Trời. Rồi thời gian tới là mình dự định là mình sanh ở nhà nữa. Dạ. Thời gian tới là dự định sanh ở nhà nữa. Dạ. Đâu có tiền thôi mà đi bệnh viện. Chồng mình làm cái công việc gì? Chồng đi làm việc bậy bạ. Bậy bạ là việc gì? Việc đi làm mướn, làm thuê đó. Người ta trả 1 ngày 160. 160? Và 160 đó rồi chồng có sử dụng để uống rượu được không? Vì có lúc thì nó uống, thì có lúc nó uống không. Ngày là tốn tiền rượu hết nhiêu? Có 10 ngàn. 10 ngàn tiền rượu thôi? Dạ. Thường uống rượu với gì? Uống rượu với nhậu canh bậy bạ. Với gì? Với canh bơi bà. À, nhà mình có bao giờ hết gạo không? Dạ, hết gạo rồi. Hết gạo rồi hả? Nhà ăn nhờ gạo người ta cho không? Gạo người ta cho không? Dạ. Chứ không có tiền mua gạo luôn? Tiền mua gạo. Ngày hôm nay gia đình mình còn gạo không? Dạ có. Ừ, còn nhiều không? Còn ít à. Ừ, đây là cái bếp nhà mình đúng không? Dạ, đây là nhà bếp. À, cái lá này là chồng mình lợp hả? Lá đó là dầu. Lá dầu dùng để che mưa che nắng cô bác anh chị. Lá dầu này thì tuổi thọ nó khoảng 4-5 năm mà rất là mát luôn. Nhà mình là cất được bao lâu rồi? Không biết nữa. Không biết nữa. Thường thì nhà mình ăn cơm với gì đêm? Ăn cơm với mắm và xì dầu đó. Xì dầu là nước tương với lại gì nữa? Mắm. Mắm là cái gì? Mắm nước mắm thì, dạ, mắm và xì dầu. À, chai nước mắm với chai nước tương thôi. Dạ. À, chai ngô là ăn thôi. Có ăn với rau gì không? Có ăn với lá mì không? Lá mì á. Lá đu đủ nữa. Có. Ăn lá mì lá đu đủ nữa. Trời ơi. Bé trong bụng là bé trai hay bé gái? Chưa biết nữa, bé trai bé gái chưa đi xe ôm. Không có đi khám, không có đi khám định kỳ gì hết nha cô bác anh chị. Là chủ yếu ở nhà là chờ đến ngày sanh nở thôi và sanh tại nhà luôn. Rồi thường ngày là nhà mình ăn cơm mấy bữa?
hai bữa ăn. Sáng là mấy giờ ăn cơm? Sáng thì trưa thì 10 giờ ăn cơm. Ừ. Thì chiều thì 6-7 giờ ăn. Lúc nãy lại đây là gia đình mình đi tắm ở suối hả? Dạ. Ừ, đi tắm ở suối hết luôn. Rồi các bé ở đây là có bao giờ có tiền để mua bánh đồ ăn không? Tôi có tiền đâu mà mua bánh cho con ăn. Ừ? Đâu có tiền đâu mà cho con mua bánh cho con ăn. Vậy đâu có đi làm mướn làm thuê đâu mà có tiền. À. Ở nhà không? Ở nhà không ha. Bây giờ là bạn không biết là bạn năm nay bạn bao nhiêu tuổi nữa? Khoảng 20 tuổi. À 20 tuổi. Ờ à, cũng không biết bao nhiêu tuổi. Ngày hôm nay nhà gia đình mình ăn cơm với gì? Xích vô đây tí xíu đi. Ở đây không mình mới ăn cơm chưa? Dạ chưa. Hả? Chưa. Chưa hả? Đó đúng. Bông đu đủ. Đâu? Cái này là gì? Cái này là gì? Bông đu đủ. Bông đu đủ hả? Dạ. Ăn cơm với bông đu đủ. Còn cái này là bí xào. Dạ. À, sáng nay với lại chiều nay là mình ăn cơm với này đó hả? Dạ. Bông đu đủ, bên kia là nồi cơm hả? Dạ, nồi cơm. Trời ơi, ăn cơm với bông đu đủ nha cô bác của anh chị. Bông đu đủ là từ trước giờ mới nghe, chỉ nói là trái đu đủ thôi. Nhờ giờ ăn cơm với bông đu đủ luôn. Đu đủ đó là mình trồng hay sao? Đây đây. À, mình trồng ở đằng sau ha? Dạ. Đó, mình trồng được mấy cây á hả? Rồi mình hái bông mình ăn. Trời ơi. Rồi đây là nước của mình xách ở suối về. Dạ. À, nhà mình có điện không? Đâu có điện đâu. Đâu có điện hả? Tôi sắp điện đằng bên. Nhà mình cất được bao lâu rồi? Nhà mình 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi. Nhà cũ rồi. Hả? Sao? Thì là nhà cũ rồi. Nhà cũ là nhà cũ rồi. Bạn nói chuyện không có. Bạn là người đồng bào rất lây á. Anh nữ nói chuyện tiếng Việt nó cũng không có gành lắm. Nhà cổ rồi. Đây là lá là do chồng mình lợp đúng không? Đây là lá dâu. Là không có nhà vệ sinh gì hết, cứ đi vệ sinh là ở ngoài suốt thôi. Dạ. Không có nhà vệ sinh. Đi vệ sinh thì đi ra ngoài hết. Đi trong rừng. Đi trong rừng. Dạ. À. Các bạn có được con của em có được đi học không? Có. Bạn bên đây học lớp mấy? Lớp 4. Lớp 4? Dạ. Sắp lớp 5, còn bạn bên đây? Lớp 2. Lớp 2? Dạ, lớp 2. Sắp lớp 3 rồi. Bây giờ nghỉ hè. Đi học là có tiền đi học không? Không. Không? Đi học là bộ xa không? Xa. À, con đi bộ, con đi bộ hay là đi xe? Đi bộ. Đi bộ. Là bộ khoảng bao nhiêu phút? Không biết. Không biết hả? Nhà mình là sáng đem cơm theo ăn để đi học hay sao? Cứ đi học về con nhà con ăn. À. Đợi chưa ai? Sao? Đi học đâu mà đeo chưa, nó cay chưa? Là sao? Mẹ nói gì? Mẹ nói là đi học bố. À. Đâu có xe, hồi mà mẹ đi học đường xa mà. À, đi học đường xa mà đâu đi có học xe. Đi bố không? À. Công gian bếp nhỏ xíu làm bằng những cái cây tạp, làm bằng lá gừng luôn. Nên là nữa là cô bác anh chị không có tưởng tượng nổi cái cảnh mà nó không có một đồng tiền đến túi để mà sanh nở. Các bạn đây là cũng sanh không có đồng tiền nào để đi bệnh viện hết. Đúng không? Thì chị đi chồng thì chồng không có làm nhà đâu. Chứ sao? Thì đi chồng không biết làm nhà. Ừ. Ở đây hai nhỏ đó. Ừ. Ở đại luôn. Dạ, ở đại. Ngôi nhà này thì là mưa thì nó giục. Mưa thì giọt. Nhà mình cắt tốn bao nhiêu tiền? Biết nữa. Không biết luôn. Ngày xưa là em có được đi học không? Chưa. Từ nhỏ giờ em có được đi học không? Được không. Không hả? À, ra đây đi tí xíu đi ha. Đây, vô nhà cái ha. Đây là ngôi nhà nè. Qua đây cái đi. Rất là tạm bợ luôn. Không biết phải nói như thế nào nữa. Rồi tối mình ngủ thì sao?
tối mình ngủ sao? Giờ ngủ ở đây. Giờ ngủ ở đó. Dạ. Rồi giường bên đây. Đây thì dẫn cô ăn, người đó ăn cùng. Hả? Chú đó sẽ cái sạp đó bỏ cùng, bỏ cành ăn, người ăn cùng. À, à, ngủ thì 5 người lên ngủ ở bên đó. Dạ. Còn ăn cơm là cái sạp này dùng để ăn cơm. Dạ. Đúng không? Còn đây là cái đèn năng lượng của mình đúng không? Dạ, đèn pin. À, sao nó sáng được? Sáng chứ. Ờ, à, em làm cho nó sáng thôi. Ôi trời. Nè, đọc con. À, hai, bốn cục pin thôi. Như hai cặp. À, sáu cục. À, ai chế vậy? Trong làm. Trong làm hả? Trời ơi, sao mình không vô điện của nhà nước? Không có tiền không? Hả? Không có tiền. Không có tiền vô hả? Dạ. Không có tiền vô điện rồi bây giờ cứ sống vậy luôn. Rồi cục pin này bao lâu hết hết pin? Có một tuần nó hết pin. Một tuần là hết pin, hai cục này mua nhiêu? Mua... 20.000. Hai mấy ngàn, một tuần xài hết 20.000. Rồi bên đó là hết pin chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Một tuần hết 20.000 thì mình vô điện thì vô điện nhà nước thì nó vẫn khỏe hơn chứ. Không có tiền để trả tiền điện luôn hả? Dạ không, tiền luôn. Hả? Trời ơi trời sao khổ rồi. Tối là gia đình của mình là 6 người, em ngủ ở đây đây. Dạ. 5 đúng. 5 người. Ngủ chạy chiếu ra ngủ. Có một cái tấm nệm trên kia kìa. Còn cặp vợ của các bé thì được treo đây nè. Mưa, em nói mưa có tạt không? Có dột không? Tạt, không treo đây nè. Ờ. Mưa nó dột nè. Đâu? Đây nè. À, cái tấm tôn mục nó bị dột luôn đúng không? Không có tiền thay tấm tôn mới hả? Dạ. Còn bên đây là cái đèn gì đây? Cái đèn năng lượng anh hay cho đó. À, coi xài được không? Bị hư rồi. Bị hư rồi hả? Dạ. Rồi chồng làm một ngày, ngày được 160 đến 180 mà không có tiền sao? Thì chồng đi làm một ngày 160 thì thu tiền lô cho con ăn, cần mua đồ ăn. Ừ. Thường là mình ăn cái gì? Dạ. Anh thấy toàn ăn với đọt bí rồi không à? Dạ. Ăn với đọt bí xưa là lá đu đủ nữa. Lá đu đủ nữa. Lá đu đủ ăn đắng quá rồi làm sao mình xử lý nó cho nó hết đắng? Thì ăn đại chứ. Đắng không? Đắng chứ. Đắng hả? Ăn đại. Ừ, ăn các, đại. Các bé ăn được không? Bé ăn, ba con ăn được chứ. Ăn được hả? Ờ, mình làm sao để cho nó bớt đắng? Thì chắc nước cũng ra. Lá đu đủ mình bóp ra. Dạ. Mình nấu rồi mình bóp ra. Dạ. Rồi chắc nước ra mình nấu lại. Thì mình chắc nước hạt đó xong mình xào. Mình xào? Dạ, mình xào xong mình ăn. À, mình có thường ăn cơm với thịt không? Có thường ăn cơm với thịt không? Lúc đầu tiên, họ bảo mua, khi mua cá đi mua thịt ăn. Không có tiền đâu mà mua cá, mua thịt ăn hả? Dạ. Chồng mình ngày nào cũng nhậu hay sao? Thì có lúc có tiền thì nó nhậu, thì có lúc không có tiền thì nó ở không. Không có tiền thì ở không. Ngày nhà mình ăn mấy lon gạo? Hai lon. Đủ ăn luôn. Ờ, có tính sanh em bé nữa không? Dạ. Em có tính là em bé này sanh ra rồi có tính sanh nữa không? Xin chứ. Sanh nữa hả? Đang có bò nè. Nhưng mà sanh em bé này ra nữa rồi sanh thêm em nữa không? Dạ chưa biết nữa. Chưa biết nhưng mà chắc sinh nữa. Cô bác anh chị thấy nè, nhà không có cái cánh cửa luôn. Cái màn đó chính là cái cánh cửa nha. Là một cái màn ha. Rồi các bé đi học rồi tiền đâu mua sách vở? Dạ không. Ừ? Tiền đâu mua sách vở? Mấy cô cho. Mấy cô cho hả? Mấy cô cho, rồi áo đâu con đi học?
thì cô cho sắt, thì cô cho áo quần. Ừ. Thì con thì thầy cô nó thương mưa đứa con này. Ừ. Khổ quá. Khổ quá. Đi học bộ, đâu xe, đâu đi đi bộ. Bạn này thì cứ hết xanh nữa, hết thôi đó, hết thôi nôi là lại lôi đầy tháng. Hết đứa bé này thì tới đứa bé kia chào đời trong cái cảnh khổ. Nhà thì thiếu trước không sao. Cứ cứ sanh đi, cứ có mẹ nuôi hả? Dạ. Cứ sanh đi, trời sanh voi sanh cỏ hay sao? Mình sanh qua thấy con mình bị bệnh rồi, rồi mình nè, như bạn này ho này không có tiền đi khám bệnh thì sao? Họ bệnh 2-3 ngày rồi, đâu có tiền họ mua thuốc cho nó uống. Không có tiền mua thuốc hả? Trời ơi, cái mặt bạn này đừ hết luôn rồi nè. Anh thấy không? Không có tiền để mà mua thuốc cho uống luôn. Bạn này bệnh 2-3 ngày rồi hả? Dạ. Vậy hả? Bệnh gì em biết không? Dạ. Bệnh gì em biết không? Khổ dữ trời. Đây nè, ngày nay hôm nay anh thay mặt cho mấy cô anh Nhiêu ở Mỹ á, chú Nhiêu nhìn gửi cho gạo nha. Đây là 5 kg gạo. Sở dĩ Vui Hồ chỉ gửi 5 kg thôi vì để, vì chở gạo lên đây rất là khó khăn cô bác anh chị. Đây là một cái vùng khá là hẻo lánh luôn. Ngày này hôm nay thì đem 5 phần mà hết rồi. Đây là mượn phần quà của chị Mỹ để mà trao đỡ. Đây, một thùng mì Coco Mi. Ha. Cái này là gì biết không? Chai gì? Xì dầu. Xì dầu. Đúng rồi, chai bự. Này là gì? Là muối. Muối, còn đây là bánh, bánh nha cô bác anh chị. Và chị Mỹ có gửi thêm phần quần áo cho các bé chị Hồng Mỹ ở Ninh Thuận đây. À. Này cái, ngoài cái phần nhu yếu phẩm á, thấy bạn này bệnh sốt á cũng khá là nặng luôn. Bây giờ anh thay mặt anh Nhiêu ở Mỹ á gửi cho em thêm 500 ngàn. Ha, để em mua thuốc cho bé uống giùm anh. Ha, đưa bé đi bác sĩ coi khám coi giùm anh. Ngại quá. Gì? Ngại quá. Sao ngại? Mua thuốc trị bệnh cho con mà ngại gì? Này nhiều không? Nhiều chứ. Nhiều hả? Nhiều là sao? Ừ? Nhiều là sao? Nhiều chứ. Anh cho nhiều quá. Ngại hả? Ngại trả lại hay gì? Ừ? Ngại thì trả lại hay sao? Đây là phần quà của anh Nhiêu ở Mỹ ha. Ngại thì trả lại hay sao? Không biết nữa. Không biết. Thật thà ghê chưa? Đây là một cái bữa ăn của gia đình vào buổi tối nè cả nhà. Cơm. Nén lại đây thì mới thấy một cái bữa ăn cực kỳ đơn giản luôn. Thưa với cô bác của anh chị, lúc nãy thì chị ơi ra đây đi, em trao thêm một phần trái cây á, để cái phần rau củ quả với trái cây để khi mà chị ăn á đủ chất để cho bé nó phát triển đầy đủ ha. Đây là phần quà của chị Mỹ ở Ninh Thuận nha cô bác của anh chị. Ai lần đây là lần đầu tiên trao rau củ quả như thế này, gần đây nha. Đây chị biết cái này gì không hả? Cái gì vậy? Chị biết trái gì không? Biết trái này trái gì không? Là cà. Cà, đúng rồi. Đây là cà nha cô bác anh chị. Còn trái này? Bầu.
Bò. À. À. Dạ, lệnh khỉnh hết á. Này. Biết đâu. Không biết. Này là chị gọt vỏ ra nha, nấu canh. Này là cây gì anh? Này này chị, này là kêu là gì em quên rồi ta. Cái trái nó màu đỏ đỏ. Gọi là cái trái gì tự nhiên quên tên chi xíu rồi. Con này là cà. Cà giòn ha. Con này là dưa hấu non gọt vỏ ra luôn ha. Biết dưa hấu không? Biết chưa? Biết chưa? Gọt vỏ ra nấu canh hoặc là xào gì đó. Gọt hả? Đúng rồi, gọt vỏ ra. Cái này. Khổ qua vậy đó. Khổ qua. Này. Chung cái này. Giống trên này. Rồi, đây là rau củ quả của nhà mình ha. Đây là phần quà của chị Hồng Mỹ luôn, để cho nhà mình để mình ăn cho các bé, nấu cơm ăn cho các bé thay đổi cái khẩu vị của nhà, cái bữa cơm của gia đình của mình ha. Rồi bỏ vô. À, ngon lành ha. Ngon lành ha. Đây là một cái phần quà rất là ý nghĩa, dễ thương, ngon quá. Thôi thì đem vô để mai nấu cơm cho các bé ha. Dạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác của chị ở lý sau ha. Cảm ơn cô bác của chị đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như anh Lê Quang Nhiêu cũng như quý mạnh thường quân rất là nhiều trong hành trình trở về tỉnh Ninh Thuận, một cái tỉnh miền Trung nắng gió vẫn còn đó sự khó khăn.